dẫn các bạn bài tập thì các bạn có làm bài tập không? Dạ cô ơi, con không để ý máy lên, con chưa biết ạ. Từng rồi cô đã giao bài tập cho các con là về nhà quay đoạn video về nói phát âm những từ vựng mà chúng ta đã học ở unit 5, ở unit 5. Con không ai làm à? Ok, các con phải chú ý nha. Khi cô giao bài tập thì các con phải chú ý là và làm giùm cô nha. Let's study. Đừng rồi, cô giao bài tập mà không có bạn nào làm mà. Thầy Giang có nhắn các con không? Thầy Giang có nhắn các con trên group Zalo giùm cô không? Rồi, ok, trước khi học bài mới thì chúng ta ôn lại một vài từ vựng bài cũ nha. Cô vừa lấy con vào mấy lần nó không được là do mạng nhà con Là mạng của ai con? ạ. Mạng của nhà con nó yếu lên vào không được, phải 3 lần mới được ạ. Bây giờ mới vào được ạ. Rồi tiếp, bạn nào đọc cho cô từ vựng đầu tiên? Những từ vựng này ôn lại bài trước khi chúng ta học bài mới nha. Con đứng bác ạ. Rồi, Đình Bách. Con rapid surfer tiger umbrella Rồi, ba từ vựng dưới này luôn. car octopus ha Ok. Diệu Hương. Diệu Hương. Gia Linh. Gia Linh đọc cho cô nào. Như cô đang đọc rabbit, sofa, tiger, umbrella. Rồi tiếp nè, ba từ vựng dưới luôn á con. Ha, octopus, ha. Ok, rất là đơn giản ha, nhưng mà các con về nhà vẫn quên làm bài tập cho cô. Rồi mà bạn Quỳnh nè. Quỳnh đọc bài cho cô. Ôn lại bài nào. Alo, Phương Mai. Rồi, Con đọc. Mượn rồi con đọc đi nè, không sao ha. thôi, cô đọc gì vậy cơ? Con vào muộn đấy, con không biết. Rồi con ôn lại, chúng ta ôn lại những từ vựng từng rồi nha. Đọc cho cô những từ vựng này. Leader No, no. Không cần, con chỉ cần đọc từ thôi, con chỉ cần đọc từ thôi. Rabbit, rabbit, sofa, tiger, umbrella, car, octopus, hat. Ok. Thank you. Rồi, bây giờ hôm nay chúng ta sẽ học bài mới nha. Bài gì đây? Lesson 6 story. Ok, các con sẽ học bài về câu chuyện có tên là He is under the scissors. Ok. Rồi, trước khi đọc, cô mời các con nghe đoạn video dưới đây ha, đoạn video dưới đây. Listen and read. Các con nghe được âm thanh không? Có không? Yes. Có.
Oh, no. Good try, Tim. Where's the ball? Is it under the seesaw? No, it isn't. Look, the ball's on the slide. Oh, no. Look at the ball now. Yes. And now it's in the goal. Okay. Very easy, đúng không nè? Khá là đơn giản. Rồi, bây giờ cô sẽ phân vai nha. Một bạn sẽ là bố và một bạn sẽ là Tim. Cô ơi, cho con đi vệ sinh ạ. Ok. Bạn nào muốn đóng vai bố nè? Con, Đình Bát. Rồi, Đình Bát. Bạn nào đóng vai Tim? Bạn nào muốn đóng vai là Tim? Hello, bạn nào muốn đóng vai Tim này nhanh lên nè. Diệu Hương đi con. Diệu Hương đóng vai Tim được không? Lát đầu cô bà không. Ờ không à, tại sao? Con không biết nữa, bà lát đầu mà, con thì biết rồi đâu. Diệu Hương đóng vai Tim nha. Đấy, sao vậy? Sao con không, sao vậy, hôm nay không vui vậy? Vì bạn khác nha, Phương Mai đi. Rồi tiếp, ok. Bitter one. Bitter one. Oh no. Oh no. Good try, Chin. Where's the... No, where's the ball là bạn bố bắt nói. Đừng bắt nó đi. Đọc đi con. What is the ball? It is under the seesaw. No, it isn't. It isn't. It isn't. 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 Okay. Tiếp, picture 3. Look the ball on the slide. Oh no. Look at the by no. No. Look at the ball now. Look at the ball now. Ball now. Ball now. Okay. Yes. Dead. And now. And now it's in the world. Ok, thank you. Rồi, bạn tiếp theo. Bạn đóng vai bố nè. Bạn nào muốn đóng vai bố, bạn tiếp theo. Rồi, Diệu Hương. Sao hồi nãy con không chịu bạn Tim? Sao nãy con không muốn đóng vai bạn Tim? Dạ, sao con không biết nói giọng bạn Tim? Ok, rồi, khoan. Rồi, bạn nào đóng vai bạn Tim nè. Bạn Hương đóng vai bố rồi, bạn nào đóng vai bạn Tim? Quỳnh nha. Quỳnh đóng vai. Vậy bạn Gia Linh đi, Gia Linh đóng vai Tim nha con. Cô ơi, hôm nay con nghe giọng của người sai sai ở đâu? Con thưa cô, cho con đọc bài. It's under the seesaw. Rồi, Tim, bạn Tim là bạn Gia Linh đó. Oh no. Good try, Tim. Where's the ball? Is under the seesaw? No, it isn't. Look, the ball on the slide. Oh no.
Oh no, rồi. Chưa, bạn Gia Linh chưa đọc xong mà. Oh no, rồi gì nữa nè. Gia Linh. Oh no, look at the ball now. Dạ cô ơi, con được bị ao ra. Rồi, con đọc lại đi. Oh no, look at a ball now. Yes. And all is in a goal. Okay, thank you. Rồi, bạn phân vai tiếp theo. Bạn còn bạn nào? Bạn Minh Ngọc. Minh Ngọc với Quỳnh nè. Minh Ngọc đóng vai bố nha. Quỳnh đóng vai team. Okay. Rồi, con đọc tựa bài nữa nè. Trước hết là phải đọc tựa bài. Minh Ngọc đọc đi. Con đọc tựa bài, xong rồi tới bạn Tim. Nhanh lên nào. Y. It is under the seesaw. Under the seesaw. Rồi, tới bạn Tim, nhanh lên. Hello, tới bạn Tim là bạn Quỳnh đó con. Quỳnh. Dạ. Rồi con đọc vai, bạn con đóng vai bạn Tim đó, con đọc nhanh lên. Bạn đợi. Oh no. Tiếp theo bạn bố bố nói nào? Minh Ngọc. Good. Team. Good try team. Team. Okay. Bức tranh số 2 Minh Ngọc đọc nè. Có được con. Yeah. The bass is in. Where's the ball? It is under the seesaw. Where's the ball? It's the seesaw. No. No. It isn't. Rồi, tiếp. Số 3. Look, the bus on the slide. Tiếp theo. Quỳnh. Oh no. Oh no. Look at the look at the ball now. Look at the ball now. Tiếp, picture 4. Yes. Yes, rồi tới bạn team, nhanh lên. And now it is in the goal. And now it is in the goal. Okay. Rồi, qua cái bài này thì các con có thể dịch được không? Bạn nào có thể dịch được bài này? Dịch tiếng Việt nha. Diệu Hương. Vâng ạ. Rồi con dịch đi. It's under the seesaw. Oh no, good try team. Where's the ball?
Is under the seesaw? No, it isn't. Look, the ball on the slide. Oh no, look at the ball now. Dead. And now it's in the cone. Con dịch. It's under the seesaw, nghĩa là quả bóng có dưới cái bậc lên không? Ôi không, sai rồi Tim. Quả bóng có ở dưới bậc lên không? Không. Nhìn kia, quả bóng ở trên chiếc cầu trượt. Ôi không, nhìn kia, quả bóng lăn xuống. Đúng, quả bóng và quả bóng ở trong cái trong cái gì con? Ở trong cái lưới. Ồ, trong cái khung thành nha. Ở trong cái khung thành. Rồi, đây, nhìn vào picture 3, bức tranh số 3. Oh no, look at the ball now. Nghĩa là, con nãy con dịch là chưa đúng nha, chưa chính xác lắm. Ôi không, nhìn kìa, nhìn quả bóng, hãy nhìn quả bóng bây giờ kìa. Cái nghĩa là chỉ nhìn quả bóng thôi, chứ là nó không có dịch, không, con không có dịch là nó đang lăn xuống nha. Ok, thank you Dị Hương, very good. Tiếp, bạn nào muốn dịch nữa nè? Bạn nào muốn dịch nữa? Đình Bách dịch đi. Con nâng cô. Oh no, có nghĩa là ôi không. Bố bảo là hình như đây là cái để sút bóng vào. Sút bóng trượt đúng không nhỉ? Good try. Oh no, nghĩa là bạn này vừa sút quả bóng vào nhưng mà nó đã bị trượt ra ngoài. Như là người ông bố đã khích lệ tinh thần động viên là good try, cố lên. Cố lên team. Cố lên team. Ừ. Gì nhỉ? Where's the ball có nghĩa là quả bóng. Quả rồi là nó có ở đấy, nó có ở trong, nó có ở trong cầu trượt không? Ở dưới. Quả bóng đang ở đâu? Nè, câu ở trên. Câu ở trên, quả bóng đang ở đâu? Where's the ball? Đang ở đâu? Rồi, câu ở dưới dịch sao? Rồi đến là quả bóng có ở dưới bập bênh không? Không. Đúng rồi. Kìa, quả bóng đang ở trên cầu trượt. Ôi không. Quả bóng ở hình như là nó. Look at the ball now. Quả bóng nó lăn xuống rồi đúng không nhỉ? Không, con dịch là nhìn, ôi không, nhìn quả bóng bây giờ kìa, hãy nhìn quả bóng bây giờ kìa. Ôi không, nhìn quả bóng bây giờ kìa. Gì nhở? Đúng, và... yes đúng là rồi. Đúng. Rồi là, em là... N là gì? Is quả như quả bóng vào gôn rồi. Và bây giờ quả bóng đang ở trong khung thành rồi. Quả bóng đang ở trong khung thành rồi. Ok. You need practice more, ok? Bạn cần luyện tập nhiều thêm nha. Rồi bạn nào muốn dịch nữa nè?
Dư Hương chụp muốn dịch nữa hay gì mà giơ tay vậy con? Rồi tiếp nha. Ok, chúng ta qua bài tập nè. Phần bài tập nha. Có bạn nào muốn dịch nữa không? Có bạn nào muốn dịch nữa không nè? Minh Ngọc đi, Minh Ngọc con dịch lại đi Minh Ngọc. Cô cho con dịch lại. Rồi dịch đi. Minh Ngọc dịch đi. Diệu Hương con dịch rồi mà. Con đâu con. Ôi không, cố lên tim. Có quả. Quả bóng đâu? Quả bóng có ở dưới cái bậc bên không? Không. Rồi sao nữa nè? Nhìn này, quả bóng đang ở trên cái cầu trượt. Ôi không, nhìn này, quả bóng đang lăn xuống. Rồi. Đúng rồi. Và cái và quả bóng đã lăn vào khung thành. Đúng rồi, quả bóng đã trong khung thành nha. Ok. Bây giờ các bạn sẽ làm bài tập nhé. Hay là các bạn sẽ làm trên Easy Slide trước nha. Ok. Easy Slide. Rồi các bạn, cô sẽ cho các bạn làm bài tập trên Easy Slide. Thực ra sách bài tập với sách Easy Slide cũng giống nhau thôi. Cũng đều là những cái số bài tập để chúng ta làm thôi. Các bạn đợi một tí nhé. Vậy là được học thêm cái đấy rồi. Học thêm cái gì con? Thêm cái này này cô, ứng dụng class này này. Ừ, lúc trước các con không học con, hả? Con học tới bạc 2 rồi. Con mới học đến sách 2 thôi. Ồ, ok. Dính văn. Ít khi bố con ở nhà với cả ít khi con ở nhà, bố con thường hay đèo con lên bàn. Em không có thời gian rảnh mà có thể học đi. Cái gì được cô? Các con đợi cô một tí nha. Rồi các con học cho cô sách bài tập trước nha. Sách Easy Slide đó, mạng nó yếu quá cho nên là cô không biết sao lúc rồi mạng cô, nhà cô nó yếu cho nên là nó hơi bị chậm. Sợ các con đợi. Rồi chúng ta làm sách bài tập trước. Hôm rồi, ok. Đây, bài số 6, Lesson 6 Story. Rồi, number 1, circle the correct school. Sách bài tập. Sao? Con không có sách bài tập. Bạn con không có sách bài tập thì con nhìn trên màn hình. Nhìn trên màn hình nè, cô đang share sách bài tập nè, chia sẻ màn hình sách bài tập. Rồi, bây giờ yêu cầu bài tập số 1, khoanh tròn vào các từ đúng. Đây,
Con các con nhìn vào tấm hình này, tấm hình này nhé. Cô ơi. Rồi, sau đó các con sẽ khoanh vào những giới từ đúng. Bạn nào kêu cô vậy? Cô cho lớp làm từ trang 56 chứ con làm hết rồi, bây giờ con mới làm từ trang 56. Trang 56 hả con? 56 là phía dưới này hả? Vâng. Ủa, lớp đã, cả lớp đã làm chưa? Cả lớp đã sửa bài chưa? Nó, con làm đi. Con làm từ trang 56 là trang working in gì ấy, không biết. Nhưng mà các bạn khác kìa, bạn Ninh Bách ở nhà có làm bài tập chưa? Con không có sách bài tập đấy cô, mẹ con vẫn chưa mua. Rồi, bạn Phương Mai của bạn Quỳnh. Lúc con nhắn tin cho mẹ mua nhưng mà mẹ vẫn chưa mua được. Con không có. Bạn đây Phương Mai ơi. Sao con trang máy nè, nói trang đi. Trang 56 cô. Nhưng mà trang 56 không đến chân nào cũng được cô. Đúng nhưng rồi mà trang, năm, trang 56 cô. Ôi dồi ôi, hay là mà cái trang này. Trang 56 xa quá vậy con, sợ mấy bạn chưa học á, mấy bạn chưa học thì mấy bạn chưa biết đâu. Trước cả không người làm của trang. Thôi cô học, cô thích học đến con học đến trang mấy thì học đến. Con 56 cơ á, tự mình học đến trang mấy cô thích thì cô học đến. Rồi, trang này nè, chúng ta học theo bài nội dung cái bài nha. Vâng, chứ bài 56 chịu. Tiếp nè, where's the ball? Các con sẽ điền từ những từ thích hợp vào nha. It is the goal là quả bóng đang ở đâu? Nó thì đang ở trong cái khung thành. Rồi bây giờ các con làm câu số 2 nè. Where's the ball? Quả bóng đang ở đâu? Nhìn hình, nó đang ở dưới hay là ở trên cái bập bên? Ở dưới. Ở dưới là từ nào? Under hay là in? Under hay là in? Under. Đúng rồi, under. Ok. Where's the ball? Is under on the slide? Under on, hay là on? On. Yes, on. Đúng rồi. Ok. Tiếp nha. Read and write yes or no. Đọc và nói là có hay là không nha. Rồi nè. Câu số 1. The boy is in a tree. The boy is in a tree. Là gì cô? Nghĩa là chiếc xe đạp thì đang ở trên cái cây phải không? Yes or no? No. Đúng rồi, no. Tiếp nha. Number 2. The teddy bear is under the slide. Là gì cô? Yes or no? Là gì cô? Nghĩa là con gấu đang ngồi trên trên cái cầu trượt. Yes. Đúng rồi. Yes. Con gấu đang ngồi ở dưới chứ. Dưới cầu trượt phải không? No. Con ngồi trên cầu trượt mà cô. No. Đúng rồi. Tiếp. Số 3. Số 3, một bạn đọc câu này và trả lời yes or no nè. Cô mời một bạn nè. Bạn nào? Con Gia Linh. Gia Linh. Con ơi cô làm. Dạ. This is in the goal, yes or no? Dạ lên. Diệu Hương. Cô ơi, con vừa bị out ạ. The ball is in the goal, yes or no?
Rồi vậy con đọc đi. Con trả lời cho cô đi. Yes or no? Câu số 3. Câu số 3, bạn nào? Giơ lên yes or no con. Con thưa cô là no. Câu số 3 con đọc lên nào. Giờ the bây giờ đọc. It is the goal. Có nghĩa là quả bóng nó đang ở trong cung thành. Rồi, vậy là đúng hay sai? Yes or no? Nhưng mà con nhìn trong sân là đúng hả? Đúng rồi, là yes nha. Rồi, câu số 4 nè. Câu số 4. The kites in industry. Con diều đang trên trên cái cây. Yes or no? Yes. Okay, yes. Rồi, the dog is on the seesaw. Yes or no? Yes or no? The dog is on the seesaw. Hình như là yes. Đúng rồi, yes. Yes, cô ơi. Rồi, okay. Rồi hôm nay chúng ta học qua, chúng ta đã làm xong rồi ha, chúng ta qua luôn bài unit 6 nha. Ok, unit 6, chủ đề là Where's Drama? Where's Drama? Bà đang ở đâu? Ok, rồi. Các con, bài này các con sẽ học tên các phòng ở trong nhà mình. Ok, cô sẽ giới thiệu nhé. Rồi, bây giờ bạn nào nhìn dung hình là biết cái hình này, đoán xem là phòng gì? Là phòng gì nè? Mời bạn Quỳnh. Con thương cô đấy là phòng nấu ăn ạ. Đúng rồi, là mình gọi là phòng bếp nha. Phòng nấu ăn là phòng bếp. Ok. Rồi, bức hình số 2, các con đoán xem là phòng gì? Có tivi, bàn. Phòng khách. Đúng rồi, phòng khách. Bức hình số 3. Cô ơi, không là phòng được ăn à. Bàn phòng ăn ạ. À. Đúng rồi, phòng ăn. Cô ơi, rồi, cô bức... khi nào đọc được tiếng Anh rồi thế thì cho bạn từng bạn đọc hết bức tranh đấy nhá. Bằng tiếng Anh nhá cô. Đúng rồi, ok. Rồi, bức hình thứ 4 các con đoán là phòng gì? Phòng ngủ ạ. Rồi, phòng ngủ. Tôi đến nhà rồi. Đúng tắm. Rồi, nhà phòng tắm. Nhà tắm. Phòng tắm. Ok. Rồi bây giờ bạn nào đọc được 5 phòng này bằng tiếng Anh nè. Rồi bạn Gia Linh nha. Con đâu cô con đọc. Kitchen, living room, dining room, bedroom, bathroom. Con đâu cô con đọc xong rồi. Rồi giỏi quá. Good. Good job girl. Tiếp, bạn nào đúng đọc nữa nè. Tình Bách. Con nương cô là kitchen. Đúng rồi, kitchen. Kitchen. Living room. Living room. Tiếp nè. Living room. Dining room. Dining room. Dining room. Rồi, phòng ngủ. Bedroom. 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 Rồi, phòng nhà vệ sinh, phòng tắm. Bathroom. Room. Bathroom. Bathroom. Rồi, mời bạn đọc nữa nè, Dữ Hương đọc đi nào. Dữ Hương đọc đi con. Cô mời. Vâng. Kitchen, living room, dining room, bedroom,
Từ này con đọc chưa đúng nè. Từ này đọc là dining room. Dining room. Ok. Minh Ngọc. Được gọi là kitchen, living room, dining room, bedroom, bathroom. Ok. Quỳnh. Kitchen. Living room. Living room. Tiếp nào. Tiếp nào. Bathroom. 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 Ok. Thank you. Tiếp. Bạn nào nữa? Phương Mai. Kitchen. Living room. Tiếp nào con. Kitchen. Kitchen. Living room. Dining room. Bathroom. Hả, Gia Linh, con bạn đang đọc mà. Sao con bật mic lên? Đây là kitchen. Bedroom. Ok, con nghe cô đọc lại một lần nữa nha, Phương Mai. Kitchen. 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 Yes. Living room. Kitchen. Living room. Dining room. Dining room. Bathroom. Bedroom. Bathroom. 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 Okay. Rồi. Đây, từ này đọc sao? Phương Mai. Dining room. Dining room. Dining room. Rồi, cái này, từ này. Kitchen. Ok. Rồi. Từ này. Living room. Từ này. Living room. Bathroom. Ok, thank you. Tiếp theo. Ok, tiếp theo là các con sẽ, cô sẽ chỉ từng những căn phòng trong này. Đây, nhìn vào ngôi nhà này rồi các con, cô sẽ chỉ từng căn phòng rồi các con sẽ trả lời cho cô nha. Rồi, mời một bạn nè. Mời một bạn. Quỳnh. Quỳnh, phòng này là phòng gì? Phòng này phòng gì nè? Living room. Phòng này cơ mà. Phòng này nó phải đi. Không, phòng này không phải phòng khách nha. Phòng này phòng gì? Có bàn ăn nè, là phòng gì? Con thương cô là phòng ăn ạ. Phòng ăn thì mình gọi là sao? Phòng ăn tiếng Anh là living room. No, dining room. Đây. Dining room. Đây, dining room. Dining room. Rồi, phòng này. Cô chuột của cô bị đơ hay sao? Nó chẳng thể nó di chuyển đâu. Đây, con thấy chưa phòng này? Cô đang di chuyển mà. Không thấy. Có chỉ tại lò đứng im thôi.
Sao kỳ vậy ta? Nó vẫn di chuyển bên cô rất là bình thường. Thấy chưa? Đã thấy chưa? Chưa. Rồi vậy. Cô ơi, cô di chuyển bình thường mà cô. Ồ, vậy là tại mạng nhà con rồi đó, Quỳnh. Rồi, con phòng... thấy cô di con chuột bình thường mà. Rồi, vậy con trả lời cô đi, phòng này phòng gì nè? Vệ sinh là phòng gì đây? Rồi, đúng rồi, phòng vệ sinh hoặc là phòng tắm thì mình nói là sao? Mời bạn Diệu Hương. Con thưa cô là bathroom. Yes. Rồi, phòng này mời bạn Linh Bách đi. Phòng nào Linh Bách? Đây là nhà bếp ạ. Nhà bếp, mình đọc như thế nào? Ôi, con vệ sinh nặng ạ. Kitchen nha. Kitchen room. Kitchen thôi. Bây giờ từ giờ tới về sau, bạn nào muốn đi vệ sinh thì cứ việc đi, không cần báo cô nha. Rồi, đây, phòng này. Phòng này đọc như nào, Đình Bách? Con nói cô là kitchen room. Không, chúng ta chỉ cần đọc kitchen là đủ, không có thêm chữ room làm gì nha. Kitchen. Kitchen. Ok. Rồi, phòng này có cái giường nè, với cái tủ nè, là phòng nào? Phòng. Phòng nào bạn... Bạn Mai, bạn Phương Mai. Con nói cô là bedroom. Đúng rồi. Rồi, phòng này có ghế sofa nè. Là phòng gì đây? Phòng gì bạn Phương Mai? Living room. Yes, living room. Ok. Rồi, ta nghe nha. Cô sẽ cho các con nghe. Nghe cái chữ. Đây. Áo nha, lesson 1. My job is to make college easier because students have a lot on their own. Listening 80. Listen and point. Kitchen. Living room. Dining room. Bedroom. Bathroom. Bathroom. Kitchen. Living room. Bedroom. Dining room. Listen and repeat. Rồi, ok, các con vừa nghe xong nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm bài số 3. Point and say stick. Ok. Rồi bây giờ các con nhìn vào những cái mảnh ghép này, các con sẽ đoán ra những cái phòng là phòng gì nha. Ví dụ đây, đây mảnh ghép này. Mảnh ghép này người ta đã cho mình ví dụ, đây là cái giường phải không? Cái giường thì chúng ta có thể dễ dàng đoán được đó là phòng. Phòng bathroom, ok. Rồi bây giờ phòng, cái này, mảnh ghép này các con đoán là phòng gì đây? Mảnh ghép này, thấy chuột của cô không? Rồi bạn nào đoán được nè. Bạn nào đoán được? Mai? Con nói cô là living room. Yeah, living room. Là phòng? Phòng gì nè? Là phòng khách ạ. Ok. Rồi, giờ mảnh ghép này. Mảnh ghép này phòng gì đây? Mảnh ghép màu hồng này nè. Đình Bách. Con nói cô mảnh ghép màu hồng này là... phòng ăn. Đúng rồi, phòng ăn là mình nói sao? Phòng ăn mình sẽ nói khách room. Phòng ăn đọc là, tiếng Anh đọc là khách room hay gì? Dining room. Dining room.
Đây, dining room. Rồi, ok. Rồi, đây, mảnh ghép này. Có cái tub nè, có cái sink nè, cái chậu rửa mặt. Là phòng gì đây? Bạn nào biết? Bathroom, gọi bathroom. Đúng rồi, bathroom. Cô chỉ biết đúng hai từ là giường ngủ và cái nhà vệ sinh luôn. Ok, bathroom rồi, phòng này. Phòng gì đây? Có cái lò nướng nè. Phòng nào? Phòng nào? Diệu Hương. Phòng nào có lò nướng nè bạn? Dạ. Phòng nào? Phòng này phòng gì con? Phòng bếp. Đúng rồi, là mình nói như nào? Nói là kitchen. Rồi, kitchen. Ok. Rồi, qua sách bài tập nha. Đây, sách bài tập. Bài tập số 1. Listen and draw lines. Listen and draw lines. Các con sẽ nghe và sau đó các con sẽ vẽ những cái nét vẽ ha. Thích hợp vào mỗi cái phòng. Ví dụ cô có những đồ vật đây. Number one là con gì? Con gì nè? Con gì bạn nào biết? Bạn nào biết? Number one con đó, con cái đồ vật đó là gì? Minh Ngọc. Minh Ngọc number one là gì con? Con thưa cô là phòng bát ạ. Không, ý cô là number one là con này là con gì? À, là con búp bê ạ. Đó. Không, ý là ok, Dawn, con cô mong cô hy vọng cô mong là các con sẽ nói tiếng Anh nha, thường xuyên hơn nha, Dawn. Ok, Dawn thì nói vô phòng khách. Ok, cái này các con đoán thử nha. Tiếp. Number two. Bike. Gọi là gì? Yes, bike. Bike thì ở phòng nào? Dạ, con thưa cô là ở phòng để đồ á. Phòng để đồ là phòng nào con? Là cái phòng sau phòng khách ý cô. Đây phải không? Vâng. Ok, nói qua nha. Ok. Rồi, number three, the ball, ở phòng nào? Phòng nào Diệu Hương? Con nói phòng nào? Con nói quả bóng ở phòng nào? Con thưa cô, quả bóng ở phòng khách ạ. Ok, phòng khách, chính xác. Rồi, chiếc xe hơi ở phòng nào nè? Con thưa cô, chiếc xe hơi ở phòng để xe. Ở phòng để xe. Phòng để xe là phòng nào đây? Này là xe hơi thật hay là đồ chơi đi ta? Là cái phòng mà nó ở bên tay trái, ở bên cạnh phòng khách. Cái phòng này hả? Trắng. Ok. Rồi, ok, tiếp theo. Bài tập số 2, Bryce. Rồi bây giờ các con sẽ nhìn bức hình này rồi sau đó các con sẽ trả lời đó là phòng gì nha. Đây. Rồi bạn nào làm cho cô bức tranh số 2 nè. Bạn nào? Đưa tay lên. Gia Linh. Gia Linh. Phòng số 2 là phòng gì? This is in there. Phòng gì? Đa Linh. Minh Ngọc.
Bedroom. Yes, bedroom. Rồi, phòng số 3. Quân. Con thưa cô, phòng số 3. Phòng số 3 là phòng số 3. Kitchen. Yes, kitchen. Rồi, phòng thứ 4. Mai. Con thưa cô là living room. Okay, phòng thứ 5. Bath. Linh bath. Con đây ạ. Rồi phòng thứ 5 là phòng gì? Con nó gọi bathroom. Bathroom. Okay. Rồi, okay. Enough. Ok, các con vừa học xong những cái phòng ha, những cái tên phòng. Rồi ok, tiếp theo để luyện thêm thì bây giờ cô sẽ cho các con đây. Rồi luyện thêm ha, chúng ta học thêm lesson 2 nữa nha. Lesson. Ok, bây giờ lesson 2 thì các con sẽ nghe một đoạn video, listen and repeat. Kitchen, living room, woo, adapted mind math. Come explore the site with me. I'm in first grade. Listening 82. Listen and repeat. Where's grandma? She's in the dining room. Is she in the kitchen? No, she isn't. Listening 83. Listen and sing. Rồi các con nghe bài hát luôn nha. Các con nghe bài hát luôn, okay? Dạ. Dạ. Where's grandma? Is she in the bedroom? No, she isn't. She's in the dining room. Where's grandpa? Is he in the bathroom? No, he isn't. He's in the living room. Listening 84. Ok. Rồi các bạn vừa nghe xong. Rồi bây giờ nhé, các bạn sẽ đọc cho cô lại những cái câu ở trên ở bài listen, ở bài số 1 nè. Một bạn đọc lại cho cô. Bạn nào? Diệu Hương. Diệu Hương đọc lại cho cô. Hello. Cô, Minh Ngọc. Cô con đọc được không? Vâng. Where grandma she in the dining room? It dining room nha. Yeah. Cái này mình đọc là dining room. If she in the kitchen, no, she isn't. Is she on the dining room? Is she on dining room? Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. Đúng rồi. Cái này. Rồi tiếp nha, Hà Linh, Gia Linh chứ.
Con thưa cô, con đọc. Where is grandma? Where is... Cô ơi, cô phóng to ra được không cô? Rồi, đây. Đợi đâu? Rồi, con thấy được cô. Where is grandma? Yeah. She is in the dining room. This is in the kitchen. No, she isn't. It's in a dining room. Yes, it is. Con thưa cô, con đọc xong rồi. Ok, thank you. Mời một bạn nữa nè, Đình Bách. Con thưa cô, with grandma, she in the dining room. Dining room. Dining room. It's dining room. Dining room. Is she in the kitchen? No, she is. Is she in the dining room? Yes, she is. Okay. Rồi tiếp theo, bạn tiếp theo nào? Bạn nào đây? Bạn nào đọc rồi thì để tay xuống nha. Gia Huy đọc, Gia Huy, Gia Huy đọc bài đi nào. Where's grandma? She's in the dining room. Dining room. Rồi đọc tiếp theo. Is she in the kitchen? No, she isn't. Is she in the dining room? Yes, she is. Okay. Dining room là phòng gì? Gia Huy. Dining room là phòng gì nè? Con vô trễ đúng không? Con vô trễ nên con không có nắm được bài này, phải không? Dining room là phòng phòng ăn nha. Rồi, nhớ đó. Tiếp theo, bạn Phương Mai đọc bài đi nào. Where's grandma? She's in the dining room. Is she in the kitchen? Is she in the kitchen? No, she is. Is she in the dining room? Yes, she is. Rồi, tiếp theo bạn Quỳnh nào. Bạn Quỳnh đọc đi. Bạn Quỳnh. Dạ. Rồi, con đọc bài đi nào. Con thương cô là Where's drama? Where's grandma? She in the She's in the dining room. Right. Oh, sorry. Cái này là đọc như nào? Con đọc tới đâu? Kitchen phải không? Dạ. Rồi con đọc tiếp đi. Con
Con đọc câu 2 à cô? Ừ, đọc đi con. She in the kitchen. No, she. No, she. No, she isn't. No, she isn't. Okay. Tiếp. Tiếp theo. He in the cô ơi. Tiếp theo. Không chưa nè. Cô ơi cô. Ơi. Bao giờ mới tan đấy? Ồ, 5 giờ 15 nha. Tiếp theo. Đọc xong chưa? Rồi, ok. Bây giờ cô sẽ cho các con nghe một bài hát nha. Để cho các con nghe một bài hát về chủ đề này nha. Một tí. Okay. Rồi, thank you. Rồi, thời gian chúng ta còn 15 phút nữa. Chúng ta sẽ nghe nhạc tiếp ha. Chủ đề là từ những từ vựng. Cô ơi, về... cô. Nghe nhạc, nghe nhạc vùng đất. À, cô ơi, nghe cái bài thứ 3 đi. Nghe thứ 3 hả? Cái bài video thứ 3 ấy cô. Đây á hả? Đấy, video đấy. Rồi, ok. Come to my house có nghĩa là gì bạn nào biết? Bạn nào biết welcome to my house what it mean? Con biết welcome là không có gì. Đúng rồi, you are welcome có nghĩa là không có gì, nhưng mà cái ở đây cái ngữ nghĩa nó khác rồi con. Welcome to my house có nghĩa là nhà chào mừng. Nhà bạn ngựa không à con? Yeah, chào mừng bạn, các bạn đến với nhà của tôi nha. Cô ơi, house là con ngựa mà. Chào mừng đến nhà ngựa à cô? Không, house này là ngôi nhà mà con. House mới là ngựa nha. Vâng. Rồi. Đây, để cô type vào box chat nè. Cái từ này. Đây, house nghĩa là ngôi nhà nha. House nghĩa là ngôi nhà. Còn con ngựa là từ này. Nhà nó khác nhau nha. Các con chú ý ha. Horse ở dưới là con ngựa, ở trên house là ngôi nhà. Welcome to my house. Chào mừng bạn đến với nhà của tôi. House. And you have a nice garden. And you have a nice garden. Nghĩa là gì? Nghĩa là gì? And you have a nice garden. Cô ơi, cho xem một mạch đi cô. Okay, cho liền mạch nha, rồi chút nữa cô sẽ hỏi Nghĩa vai nha. Bây đóng giờ cái... Đúng rồi, bây giờ đóng vai. Các con bạn... đóng vai. Con đóng vai. Ok, từ từ. Con đóng vai bạn nữ. Rồi bây giờ nè. Đây, có bao nhiêu nhân vật đây ta? Con đóng vai bạn nào Diễm Hương? Chỉ, cô ơi chỉ có 3 nhân vật thôi. Vậy là con đóng vai bạn nữ ha. Ok. Con đóng vai bạn nữ tóc cam. Rồi. Rồi, còn hai bạn này. Hai bạn nam, ai đóng vai bạn đầu tiên nè? Con thích đóng vai mẹ. Cô áo gì? À cái cô tóc vàng kia kìa. Không, chỉ có ba nhân vật thôi. Đình Bách đóng vai nào con? Ba nhân vật. Sao lại có cái nhân vật kia nhỉ? Okay. Rồi, con muốn đóng vai nào? Mẹ, đấy là bạn cho cái bạn
như cái bạn cái bạn tóc vàng hay tóc đen? Tóc vàng à, cái bạn tóc vàng. Rồi, bạn tóc vàng. Rồi. Bạn bạn tóc đen ai đóng bạn ai đóng vai bạn tóc đen? Ở lớp mẹ. Bạn nào muốn đóng vai bạn tóc đen? Hôm nay không có bạn Gia Huy nhỉ? Có. Gia Huy out rồi. Tại sao Gia Huy out thì cô không biết. Minh Ngọc đóng vai bạn tóc đen nha. Đâu, quá không biết nói đâu. Vậy Phương Mai đóng vai bạn tóc đen nha Phương Mai. Được không? Chịu không? Vâng. Rồi, tiếp nha. Đây, cô phải dừng lại cho mấy bạn, với nhiều bạn mà đọc kịp. Bạn tóc đen nè. Bạn đến bạn Tạ Phương Mai chứ phải là con. Rồi, rồi Phương Mai. Rồi, tí nữa là đến con luôn. Phương Mai đọc đi nè. Aunt, you have a net, neck, garden. Đúng rồi. Tiếp nè. Con đọc tiếp luôn á Phương Mai. Hops, a flowers and tree. Flowers and cheers. On are so beautiful. So beautiful. Beautiful. Đúng rồi. Tới bạn nào? Diệu Hương tới con kìa. Diệu Hương. Thank you. Diệu Hương tới bạn này con. My family pet them in that slippery. My family planted them in last ring. Gặp lại. My family pet. Ok, câu này cô Đình Bách nè. Oh, this is the room. Living room. Diệu Hương đâu rồi? Yes, my family has watched TV and talk in here. Rồi, tiếp nào. What about your room? What about your room? I'm proud of your room. Rồi bây giờ chúng ta đọc, các bạn phân vai đọc phân nửa nha, chừa còn lại các bạn khác còn phải đọc nữa nha. Cái này là học xong mà cô. Where is it? Is this? Yes. Where is this? Where is Oi. This so much Need to test. Tan gì con? Anh màu đen cô. Thôi. Đúng rồi. Hôm nay mình nghỉ nha. Tiếp vào nhanh lên. Oh. Anh. Rồi, sao? Goodbye class. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Vẫn còn sớm mà cô.